Bugatti mở đại lý đầu tiên tại Đông Nam Á. Hãng siêu xe nước Pháp Bugatti có thêm một showroom tại thị trường Đông Nam Á do tập đoàn Weans Automotive phân phối. Càng ngạc nhiên khi showroom này được đặt tại Singapore vốn là thị trường có mức thuế cực kỳ đắt đỏ nhất là khi hình ảnh chiếc Bugatti Chiron Per Sport có giá hơn 2,6 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 59 tỷ đồng và chỉ có 60 chiếc nhưng lại xuất hiện tại đất nước này. Sự xuất hiện của Bugatti Karen Persport Sport ở Singapore để khẳng định Wheels Automotive đã chính thức cho mở phòng trưng bày Bugatti chính hãng tại Singapore cũng là nơi đầu tiên Đại Đông Nam Á. Đặc biệt hơn đây là một trong sáu showroom chính hãng của thương hiệu này và cũng là thứ hai tại Châu Á khi có mặt tại Nhật Bản. Bugatti Singapore sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng, kiểm tra và cả bán hàng cho các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Điều này đồng nghĩa với việc các tay chơi ở Hồng Kông, Mơ Cao, Đài Loan. Hàn Quốc hay đến New Zealand có thể mua xe Bugatti chính hãng từ đại lý ở Singapore. Tuy nhiên rào cản lớn nhất của Bugatti tại Singapore chính là nước này sử dụng tay lái nghịch, điều mà hãng siêu xe này chưa từng làm, nhưng đối với cái đại gia thực thụ thì điều này không quá quan trọng bởi các siêu phẩm Bugatti thường được trưng bày là chính. Ngoài việc bảo trì bảo dưỡng thì Bugatti Singapore còn có các công cụ và chuyên môn để thực hiện các công tác sửa chữa phức tạp trên ô tô. Hơn cả các dịch vụ tiêu chuẩn của Bugatti có thể thực hiện trong suốt những năm qua bao gồm cả bua thì Nhật Bản phải gửi xe đến đây để xử lý các vấn đề về cơ khí phức tạp, nhưng đối với các hư hỏng nặng do va chạm bực phải chuyển về nhà máy chính tại Pháp để xử lý. Hiện tại đại lý thứ 6 của Bugatti đặt tại con đường Lenkirde nơi tập trung hầu hết các thương hiệu siêu xe đỉnh đám trên thế giới.